Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, sáng ngày 24 tháng 11 năm 2013, trẻ được tiêm vaccine Quinvasem mũi 1 tại trạm y tế xã Hưng Phú. Sau đó 4 giờ, trẻ xuất hiện tím tái, co giật, khó thở, sùi bọt mép. Gia đình đưa trẻ đến trạm y tế Vĩnh Thanh. Sau đó được chuyển ngay đến bệnh viện huyện Phước Long cấp cứu nhưng không qua khỏi và tử vong lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2013. Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã lấy mẫu vaccine gửi xét nghiệm trước khi niêm phong lô Quinvasem tại trạm y tế Hưng Phú. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, trong đợt tiêm Quinvasem lần này, toàn tỉnh ghi nhận 69 trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó 68 trường hợp phản ứng nhẹ như sốt nhẹ từ 37,5 đến 38 độ, trẻ quấy khóc sau tiêm. Trong đó có một trẻ bị phản ứng nặng với các triệu chứng như cơn tím tái, khóc thét và bỏ bú.